Thường năm vào ngày 10 tháng 1 âm lịch còn được gọi là ngày vía thần tài, người dân sẽ đi mua vàng để cầu may mắn tài lộc trong năm mới. Để đảm bảo nguồn hàng phục vụ khách trong ngày vía thần tài 2022, nhiều đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các sản phẩm đa dạng, thiết kế mới lạ. Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, các tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án chuẩn bị các mặt hàng từ trước Tết để cung ứng ra thị trường cho dịp này. Tới vía thần tài thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì nói chung cũng như mọi năm thì anh cũng cách đây một tháng thì anh đã chuẩn bị cho ngày vía thần tài. Đa dạng thì giống như là những cái những vàng, những thẻ vàng bốn số, rồi những cái trang sức về năm con cọp thôi. Cửa hàng đã chuẩn bị trước 10 ngày thì cũng mỗi năm thì nhiều sản phẩm đa dạng hơn, đẹp hơn, như là nhẫn thì nhiều mẫu đa dạng, xi men thì sắp tới thì ngày vía thần tài thì có nhiều mẫu, như là năm nay năm con cọp thì ra những hình tượng, hình vàng, nghịch 24, hình con cọp. Khách hàng trong những ngày này thì khá là đông, thường là họ mua những thỏi vàng hình con cọp, những miếng vàng để đem về để may mắn. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết, P&G đã thiết kế chế tác loạt sản phẩm đa dạng và độc đáo nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ tại mùa vía thần tài năm nay. Các sản phẩm nổi bật như tượng kim dần đại cát, kim tiền vượng pháp, kim dần đại phúc, nhâm dần tài lộc. Đặc biệt, năm nay P&G lần đầu ra mắt quà tặng 6 miếng vàng cao cấp phiên bản giới hạn Xuân An Khang với thiết kế sang trọng. Trong ngày vía thần tài, toàn hệ thống sẽ mở cửa vào lúc 6 giờ sáng và đóng cửa sau 11 giờ đêm để đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Chuẩn bị cho mùa thần tài và mùa xuân năm nay, P&G có rất nhiều những sản phẩm mới. Chúng tôi cũng hiểu là sau một năm, cái khoảng cách giữa con người trong đại dịch cũng bị khoảng cách xa hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi phải đưa vào đó những thiết kế để mang tới như là món quà để giữ cho mọi người, gửi tới nhau những cái thông điệp của sự yêu thương, của sự chăm sóc.